Hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2022 là hoạt động thường niên trong chương trình OCOP Quảng Ninh nhằm định hướng phát triển thị trường dịch vụ để nông sản, sản phẩm OCOP trở thành sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và khách du lịch. Hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2022 là một trong những hoạt động chào mừng sự kiện đăng cai tổ chức SEA Games lần thứ 31 tại Quảng Ninh và chương trình Chào hè Hạ Long Quảng Ninh với thông điệp du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn. Hội chợ có 227 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bày bán giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội chợ năm nay có sự tham gia hoạt động của sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh nhằm cung cấp trực tuyến các sản phẩm chính hãng OCOP của tỉnh đến tận tay người tiêu dùng. Tại hội chợ lần này, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cũng phối hợp với Sở Công Thương Quảng Ninh tổ chức hội nghị kết nối hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp thương mại, dịch vụ tham gia hoạt động thương mại điện tử tại Quảng Ninh. Đây là nơi để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với phương thức phân phối, phương thức thanh toán và logistics hiện đại khi ứng dụng các giải pháp công nghệ số để tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.